nam nhân của Hiền Hồ lộ diện, tiết lộ sốc về mối quan hệ với nữ ca sĩ. Hai ngày cuối tuần vừa qua, showbiz Việt đã không ngừng xôn xao về lùm xùm tình ái của Hiền Hồ. Hậu bị réo gọi vào nghi vấn giật chồng đàn chị, Hiền Hồ tiếp tục bị khui luật ảnh thân thiết bên một người đàn ông lớn tuổi. Được biết người này chính là CEO Hồ Nhân. Trước sự việc mang tính chấn động này, vị doanh nhân nổi tiếng đã có động thái phản hồi với Dinh rằng giữa ông và Hiền Hồ chỉ là anh em họ của nhau. Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu. Ngay lập tức, chia sẻ của vị CEO đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, cụm từ anh em nương tựa mà ông Hồ Nhân sử dụng để miêu tả mối quan hệ giữa mình và Hiền Hồ đã trở thành từ khóa hot trend. Cũng từ đây, thông tin của đại gia U60 đã được netizen truy lùng trên mọi mặt trận. Theo đó, ông Hồ Nhân là tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Ông Hồ Nhân không chỉ nổi tiếng là doanh nhân có khối tài sản kếch xù, mà vợ của ông cũng có gia thế cực khủng. Vợ ông Hồ Nhân là bà Hồng Vân, xuất thân từ gia đình tài phiệt, là con gái của người sáng lập tập đoàn Sơn Kim Group, bà cũng là cổ đông lớn trong công ty của chồng. Về phía Hiền Hồ, mặc dù đã khóa trang fanpage hàng triệu người theo dõi, tắt tính năng bình luận trên Facebook cá nhân, Instagram, kênh YouTube, ngay khi gặp biến, thì sau phát ngôn của ông Hồ Nhân, cô nàng chính thức khóa Instagram. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, từ fanpage, Facebook, Instagram cá nhân của Hiền Hồ đều đã được chính chủ khóa, còn riêng kênh TikTok của Hiền Hồ đã tắt tính năng bình luận. Đáng chú ý, cư dân mạng còn đào lại phát ngôn của Hiền Hồ trên Eva vào năm 2017 về việc cặp kè đại gia. Nữ ca sĩ cho biết, đại gia nào mọi người có biết không, tôi cũng không biết luôn. Đại gia người ta tặng nhà, tặng xe hơi, chứ người ta tặng mấy đồ rẻ tiền làm gì. Mà theo tôi biết, đại gia là thường lớn tuổi đúng không? Tôi không quen ai lớn tuổi cả, toàn quen người trẻ tuổi thôi. Mọi người nghĩ tôi cặp đại gia thì phải cho bằng chứng là đại gia nào. Xã hội này có biết bao nhiêu người đẹp hát hay, tại sao họ lại chọn tôi? Tôi vừa gầy, nhan sắc lại chẳng có gì đặc biệt, thì sao quen đại gia được chứ? Ở diễn biến mới nhất, các thánh soi đã phát hiện thêm bức ảnh được cho là ca sĩ Hiền Hồ cùng đại gia U60 sánh đôi bên nhau. Phía sau hai nhân vật đang hot này còn có một chiếc xế hộp xịn sò. Dựa vào bối cảnh xung quanh, dân tình dự đoán rằng cả hai đưa nhau đi xem đất hoặc mua biệt thự trong khu nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh, các nhân vật đều đeo khẩu trang nên khoảnh khắc này có lẽ được chụp khoảng 1-2 năm gần đây. Hiện, sự việc vẫn đang gây chú ý trong dư luận. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến mới nhất trên iBiz. Mời mọi người chú ý theo dõi.